Xin chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. Mình đang ở trước chợ Mỹ Hành Trung thuộc ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hành Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì chợ Mỹ Hành Trung đang tạm ngưng hoạt động mọi người. Thì đây là đường vào chợ Mỹ Hành Trung, tất cả đều đã giăng dây lại rồi. Ở chợ Mỹ Hành Trung thì dân địa phương ở đây thì thường gọi là chợ Kinh 12, dân địa phương mình thôi thì thông thường cứ nói là đi chợ Kinh 12, đi chợ Kinh 12 thôi. Thì chợ Mỹ Hành Trung đã tạm ngưng hoạt động, rất là vắng vẻ luôn mọi người. Thì bên kia là còn một đường vô chợ nữa. Đây là bờ kè, tất cả đều được giăng dây hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đường vào chợ bên đây nha mọi người. Đấy. Chợ tạm ngưng hoạt động, tạm dừng hoạt động. Trong chợ thì chỉ còn có những hộ dân có nhà ở trong khu vực chợ thôi. Có nghe nói chừng nào mở không anh? Không biết được. Ủa mình đi tạm dừng tổng lúc nào anh? Cái gì? Mình đi tạm dừng tổng lúc nào anh? Bữa nay cũng gần 10 mấy ngày rồi. Bữa nay gần 14 ngày chưa anh Vũ? Ủa bữa nào mình nhớ không ta? Bữa mình kéo dây này là nhiêu rồi vậy? 7 bữa. 7 ngày rồi. Ủa mình mua chợ nào? Có người ra cho lại rồi dạ, mấy lầy đường. Dạ.